Chào cả nhà nha. Giờ anh em lại tiếp tục đi săn chuột đây. Chuẩn bị xong hết trơn rồi, ba xong đi trước rồi cả nhà. Công nhận ghê thiệt. Hello, hello anh Tám, hello Giang, hello anh Hùng. Chào cả nhà. Cái nhà đố cả nhà bây giờ ba xong đang ở đâu á? Lúa bây giờ lúa không biết ba xong đang ở đâu luôn. Đó, bên đây xong, bên đây xong. Đè đè xuống ếch nè. Ê con ếch đây nè, cái chân này là xong sao? Đưa đó. Anh Kỳ. Thấy không? Thấy chưa? Dễ ăn dưới trời. Ừ, cái bao. Mày thấy lúa thấy rám như xong như thế nào? Thấy không? Nó lẹt là có rồi thấy không? Mấy cha. Đi mấy cha không cầm cái bị gì hết trơn. Rồi con sống. Giúp vô rồi. Được rồi đó. Nè nè bỏ vô xong, hai tay vậy. Được mấy con rồi. Một con rồi. Hai con rồi đó. Hai rồi đó. Dạ đi chạy chơi xong đi. Hả? Khùng dữ lắm khùng. Đây có chuột chạy nữa kìa. Giống gà này sao quá. Mình dạy mé mé mé, ếch nó chui vô mé không à. Giúp luôn hả? Ê, chạy lên nè, chạy lên nè. Ếch còn dữ lắm không ơi. Hết chứ lắm nhiều. Chú hai cầm đi chú hai. Ừ, cầm cái đầu đi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Thấy không? Ở đó nó nhảy à. Bắn luôn, bắn nó luôn. Ồ, mấy kẻ nhiều quá. Mấy kẻ nhiều quá. Sao anh ta? Giỏi giống chạy luôn không? Dạ luôn. Ê Lâm, Lâm không? Chút vô hả? Nó rất bận. Quá trời sâu trong này quá. Nó vô đây nè, nó giúp vô đây nè. Bỏ nó sâu xong. Giúp vô hết rồi. Hết bị tạm đi ra. Nó chạy ra nhảy lắm. Hết bị tạm đi ra. Cái cây chọt chọt cho nó nhảy ra không chụp. Khó hàng nó lắm chứ không phải dễ đâu. Tốc độ nó ghê lắm. Ôi, đi xong. Ôi, nó nhảy nữa rồi. Ôi, mày đừng sẵn đi cho. Lấy chỉa xong đó. Chụp cái chân nó, mày chụp tiêu rồi. Rồi. Đừng. Nó giỡn chạy đi rồi. Chạy đi. Mày ra đây. Bàn lông cước mày. Trời. Đưa em. Ủa hồn. Coi gì xong. Ê, im đi. Trời ơi, trời ớt chạy kìa. Trời ơi, ngồi bên đây mày chết bà. Trời ơi, ớt gì ghê vậy. Ngồi bên nào chạy. Không chạy, chạy chỗ khác không à. Khó hàng nó lắm quê. Coi như sao. Ơi. Đi sao? Nó nhảy giúp vô không à? Vậy. Ớ, nhảy giúp vô hả? Mình giỡn luôn hả? Mình giỡn cặp mé ra, giỡn vô. Khoan, lấy chỉa xem đó. Lấy chỉa bắn nó. Ê, chuột. Đặng vậy? Chuột, kê. Đây này chứ đâu. Coi chừng đâu đây nè. Anh Tám. Trời, Ngô Ba Dương sau lưng. Ê, mình dở mình tấn ra vô cái nó vô lại trong lại à. Mà mình lấy ba cái mục á, mình tấp tủ lại. Cho lại. Ừ, tấp bờ lại. Nó từ từ mình bắt à. Nó dễ hơn cái con chuột.
nó ồn 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 vô trong mà nó không có ra ngoài, mình động nó mới ra ngoài, nó rút ra ngoài. Tám vỡ đi, ngoài đi, nhảy xuống đi, dịch luôn. Im. Nhảy bên kia rồi đó. Chết rồi đó. Đi đâu? Đâu rồi? Chết rồi, nó ọt rồi đó. Đi đó đó, bự lắm bự. Không có lộn lộn cái đó mà. Không có đèn keo. Ê mày lấy dễ được không? Đây nè. Đi đâu? Trời ơi trời. Không có cái bao. Dắt nó vô trong kẻ đi chú hai, cái kẻ này nè. Trời tức. Đừng động vô cùng gõ đó nha. Gõ đó ếch vút vô đó. Mấy lớp chơi mới được làm gì đó, động nhảy à. Cái luôn hả? Ừ. Nè gì đó mày ơi đó. Ở dưới mấy cái bục mùi nhồi nè. Xong xong xong, anh xong. Đâu. Im thấy rồi. Dính nào? Dính này. Dính này. Dính này. Cái đâu? Đâu vậy? Dính này, dính này. Dính này, dính này. Dính này, dính này. Dính chưa? Đúng không? Cái cục này có nè. Nãy ra. Hả? Không rồi, vụt rồi. Vụt quá trời. Rớt quá trời rớt. Ê, rồi, sao? Ôi. Vết bự trơn. Gai không à, nó kêu đừng có tấn ra đây, mình dục ra sao đi. Ờ, chạy xuống lửa. Sao mình chụp được? Gai không à. Chụp không nổi, vô không nổi nữa. Đó. Thằng ơi. Ra ngoài luôn. Thôi cái lửa dữ lắm, cái lửa không thấp mà. Vậy mình chụp. Cái lửa sao lần 8, anh 8 với giờ anh kìa. Dính nè, dính nè. Đúng rồi. Chưa nữa hả? Ôi. Lại đằng cái đầu này kia, kia nó sống. Nó giúp kìa đó, nó giúp kìa đó đó. Đầu kiến sau lưng anh kìa. Ăn xong rồi, xong rồi. Tao lấy cái bự này vô. Ủa, chụp khó con chuột kia lắm rồi. Đây sao? Bắt được 5 số con nha trời. Dẫn rồi. Ít thiết hết. Nào mới bằng bằng. Bắt được trời tức. Không có ghê. Có đạn đâu bán. Đó 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 đó. Đó đó, bự đó. Nó giúp cho cái bèo này ơi. Giúp cho cái chỗ này dưới nữa này nè. Lấy mấy cái chân trà bự trước đi. Con nhỏ nè. Đây nè, bỏ con ếch vô cái đây. Đây, xong rồi. Ngon nó ngớt đó, ngớt đó. Chú ơi xong. Nhanh nhanh ơi. Ê xong. Lấy cây ra xong, chụp về xong. Thuộc, thuộc. Trời xích luôn rồi. Thuộc. Anh kia liền ăn thông với cục đạn keo cây. Rồi lặn nó rồi. Ở đó, ở bự đó. Im. Đưa, nghe bắn. Chỉ gần anh không kìa. Im, trời ơi, trời bà chuột thôi. Nó lại ngay chăng cũng ếch, nó nhảy đâu. Anh Tam. Im. Im thôi. Im, để. Kiến thật lực anh đó. Lắm rồi.
Còn gì xong? Dính chuột rồi, vô gỡ chút. Rồi ngay cho nó chạy thôi vậy. Ôi trời ớt trời. Giúp vô luôn. Con gì đây ạ? Gì nó? Con gì vậy? Con gì mà không có ớt à? Nó còn giúp vô cục này nè. Còn nhiều lắm. Gì vậy? Còn bắt nó nữa nè. Dẹt cái nhánh dưới luôn rồi. Rồi. Đúng là khó bắt thiệt thôi. Nó dễ ăn mấy ếch này thôi. Gì vậy? Mày hả bưởi? Quá hay thằng ơi. Ê! Trời ơi, con. Quá trời luôn. Con hết qua không đó, chỗ cái mặt đó, hết bự á. Chân nó nhảy 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 nè. Nhảy mối kìa. Bây giờ mình rút kinh nghiệm quay. Mình không không đâu, mình lấy cặp mé lên gom ở giữa mình ngồi mình dí mình chụp quá, chứ mình lấy trên lấy xuống lấy bắt không được đó. Đẹp quá ít. Đó còn kìa. Còn trong cái cục nè. Rồi. Rồi. Ớt nó láng cái này luôn trời. Lụm con rồi. Hay xong, hay xong, hay xong. Rồi nhảy con ơi. Rồi. Ơi, từ từ xong ơi, ớt đi lắm ớt xong ơi. Luôn á. Ê trời ơi, cắn rồi. Con gì? Chuột. Đâu rồi? Không biết nữa. Nó cắn nó chảy máu rồi. Xong xong xong. Ếch, ếch. Rồi. Xong. Rồi. Rồi. Nè, nè, còn, còn kìa, còn kìa. Im nha. Rồi. Chỗ đâu rồi? Chỗ đâu rồi? Ngắn em đó hả? 80 đại dương nè. Bàn làm bước bữa nay đổ máu rồi cả nhà ơi. Cắn cái da máu luôn vậy. Trời ơi con sóc. Ê bắt chuột bỏ vô xong. Đây đây bỏ vô bỏ vô. Nhảy luôn. Đây. Hết thằng này. Xong. Không được rồi. Nhảy. Không biết được đâu quá. Lấy xong khoan nha, dở dở nhánh này luôn nè. Lấy cốt con ơi, lại cốt nè, để ngoài đi thôi. Mình lướt ra, mình lướt ra, lướt ra. Một con. Ôi, hai bưởi. Khoan khoan tát. Nhanh thấy ốc cục rồi, quý trời. Láng nước nó nhẹp luôn ha. Đó rồi, nhiều lắm máu xong rồi. Láng nhiều máu nhiều lắm rồi. Trời ơi, trời nó nhảy ra chứ mấy nhiều dữ hả? Nhảy. Đây có cái hang kìa. Đúng rồi nè, ớt đây nè. Đấy, giục ra bự nữa đó. Nhái trời, thù quái. Ừ, ừ. Ê, ủa. Không biết đụng. Ừ, cái hang láng nè. Không có gì đạo cho anh tợ. Cắt nước ra luôn. Hấp chưa hết à?
Đi sao? Dạ. Đi chuột. Có cây gì sao được không? Ừ, chuột kim nó gì vậy anh ơi? Chuột, chuột, mới luôn, đúng vậy. Cái mình quên lấy đầu đào hả? Nãy kia đem cái chuột. Quên đem sủng. Này kìa. Ơ, con ếch. Gì? Chuột con ếch luôn. Không gì mà đâu. Nhảy ra nha, nhảy ra nha, nhảy ra nha. Ê, tung, 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 đuôi. Tung. Cho nó ra luôn là tắm. Tao coi chừng cái hai bên kia kìa. Đó đó đó, mình đó, mình hai đó. Ba con. Hai ba con luôn. Ê. Nè nè, đè 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 có dưới, đè có dưới, đè có dưới. Buông. Ba con luôn. Luôn. Còn một đống kìa. Vô rồi, vô rồi. Để nguyện nó luôn. Nắm đuôi kia nha. Ừ. Mày thèm ơi. Ôi chuột này cũng còn béo nè ơi. Đó. Ôi còn ếch nè. Sớm thấy cái hang nó kẹp mà. Có ếch đó. Còn hang nào không? Này nè, hang cái này. Cái đang chuột nó tiểu. Đây nè. Thấy không? Ừ. Cái hang sớm ướt nhẹp mà có ếch đó. Sao đây sao? Góc ở đây sao? Đau bằng dầm luôn mới ghê chứ. Từ từ gãy cái dầm nha. Nè nó có không vậy? Thế sâu quá. Sâu quá mình thử thử có rồi. Đâu? Nó ngồi kìa. Thử nó giang. Ừ. Trời có lên giang lưới hình nè. Làm này các bạn. Ngồi không? Không đủ. Thử nó giang ơi. Giang ra bắn chốt này lưới. Nhẹ giang ơi. Chạy đâu cho thoát. Lụm. Nhẹ nhàng hả Giang? Nhẹ nhàng. Chuột cái này vậy mà còn mặt cái ghê luôn chú hai. Ừ. Nhanh lắm nha. Mấy cái góc mới được. Hay gì vậy? Con trùng. Mấy cái cây này tám tám. Cây này tám. Nên no ngon lắm. Chúng mé đi, chúng mé đi. Nằm trong cái góc này chú mà nó không chấm rồi không chấm gian đi kể ra đây tao đang ếch rồi phải không thấy nó nổi chấm đi chứ. Chuột này nó chạy qua đây con hay con gì á. Bóp trẻ hả chứ. Con ọc không ơi. Bắn đi, bắn đi. Đâm không được đó. Đâu, đâu. Đâu. Nằm trên gốc cây phải không? Ngoài á, ngoài. Ừ, trên gốc cây phải không? Không có ở ngoài cái về đó kìa. Cái lường bệnh kia kìa thấy không? Ngoài đó kìa. Đứng ơi. Ngay chân chỗ cái góc cây mục này thẳng thẳng vào ngoài chao chấm chấm á. Đưa đưa đưa. Nó cây chĩa nữa. Đó ngoài này nè, ngoài chùm cỏ dưới chùm cỏ đó. Ít bự ghê không? Dính lên đâu. Đây luôn. Trời ơi trời. Im. Gì vậy? Ở đâu? Hai ba con ếch. Lại lấy cái cây chĩa trong cái chuồng. Dính con rồi. Dính con hả? Đâu xong tao không thấy chưa xong. Này xong 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 được tao xong. Đây nè. Xong 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 xong. Bự không? Chưa, tôi bắn luôn hết này. Đây, đỡ nó nhảy bây giờ. Lại cận hết rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Con từ từ đi. Con này nó đưa cái lưng ra ngoài đây nè. Không bắn. Đâu rồi? Thục vô rồi. Còn không? Còn. Để tôi bắn con này ta. Chưa, từ từ đi. Để Giang lấy thêm cây chĩa nữa kìa. Con kia bự không?
rồi. Lâm ơi, Lâm ơi. Con kia nhảy còn con nữa Giang ơi. Đưa 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 cây ra kia. Dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Ếch còn đó không Giang? Ếch đâu nhóc chân trời. Thằng này nó ngồi ngoài 2-3 con luôn kìa. Chưa cãi lại, thấy đi, thấy đi, từ từ đi. Dữ lắm rồi, xong rồi, lúa rồi. Bóp bóp mũi chẻ lại không? Lâm ơi, bữa nay giàu thiệt rồi. Dư dương nhẹ nhẹ thôi, đủ rồi, hết món giờ nghe lũng. Dạ, bầu thêm cái nữa hả vậy? Không có, dính con khác, con khác. Dữ lắm, nó ngồi luôn vậy, tao thấy thằng, luôn. Thằng ơi, kìa, nó ngồi kìa. Vinh không? Rồi, dính này. Lấy luôn đi. Vuốt, vuốt, lấy đi. Không có vuốt đâu. Không có vuốt đâu, sợ. Không vuốt đâu. Ngảnh không mà vuốt gì. Một con. Vô đi. Nhúc vô nữa rồi. Thì bắn tiếp, nó còn ngồi kìa. Đưa đây không? À, ra, ra. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Nó đạp quê, nó đạp dễ dụt quê. Đây, 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 bên đây, bên cái đít lên kìa. Thấy không? Đây nè. Cái đạp ra, thì ngảnh ít quá, dướng cây vậy. Thế bà là Giang. Từ từ đừng có đúng. Phát vô luôn hả bắn? Đụng nhẹ nó, đương hơi buông à. Dính này. Lấy luôn, lấy luôn. Con nó chết luôn. Không được đâu. Được không sao? Con này con này. Rồi. Sảy luôn rồi. Rồi nó đạp ra vụt chân quý. Kỳ sao? Nó đạp. Còn nó còn hình kìa. Cái cây. Tích con ếch này. Còn phun mày đâu? Còn phun mày đâu? Ê mày đâu? Đưa Giang ơi. Có không mày của con. Sao thế ngồi chìm luôn. Bỏ con phun. Chà. Dính nào? Dính nào? Làm sao lấy? Lửa này yếu lắm bự. Mình lửa bự lắm đi. Tao thấy từ giờ đó. Mình lửa bự. Mình không đâu. Hết mẹ bị thương rồi đó. Bị thương hả? À nó ra nó ra nó. Con kia nhảy, dò nhảy vô rồi. Con cái chẻ dính rồi đó. Mình lửa con ếch là bự mình bắn đi quay. Đưa đưa chẻ lại. Cái con này cái con kia nó nhảy vô rồi. Lửa lửa bắn trước đi ha. Mày gặp không sao? Con này con khác nữa nè. Thì đó, từ giờ đó. Phải thông chìm mà. Lâm ơi. Cái con này sao bằng bạn tôi chen lấy được ếch này ta? Ếch này bự nè bạn. Đúng chưa? Nghe dở đóng chà luôn á. Nè, ông chậm từ từ con thấy không nè. Tôi nhúc nhích rồi con nghe. Thấy không? Thấy không? Giang này Giang. Thấy không bạn? Thấy không nè, nhúc nhích nè. Vô, ba bốn con luôn. Nó còn ngồi chấm nữa rồi. Ừ, nghỉ nữa. Đúng con ơi. Ờ, nhảy đắng con nữa kìa. Chơi tròn này vui quá ta. Ốc, 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 ốc. Ếch không? Thấy chưa? Ờ, ếch này bự nè. Ốc, 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 được còn ốc. Hết thằng kia nè. Nè. Ếch này bự nữa cả nhà. Có mặt lửa nữa, thấy nước rồi. Mìm, 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 mìm. Tìm Giang thấy kìa. Còn 4 con trọng á. Nhiều lắm nhiều. Nhóc hết trơn kìa. Dính con bự nè. Dính đưa trẻ sao? Đưa trẻ sao? Một thêm cái nữa hả? Không có, bắt con khác á, nó ngồi khích luôn con luôn kìa. Thằng ơi, cái gì vậy? Bừng vô. Bắt hết cái này vui các bạn. Im 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 im. Đừng xong, đừng xong. Nó nhảy nó. Im im. Tấm ơi. Rồi lấy cái. Rồi nó nhảy xong lưỡi không kìa. Im xong, im xong. Bự, bự, bự. Một con nữa. Lấy giúp đi, giúp đi. Dính vô cái xẻng hết bằng kia kìa. Giúp đi, đít. Này xem. Có lại ở ngoài, ở ngoài, ở ngoài. Chạy chỗ gốc này bự đi vô chút xíu là lạc. Vô, vô, im, im, im đi anh. Hết đi kìa. Dính ếch bự nên nó lắc lắc luôn cái chẻ luôn kìa. Này, 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 này. Nè. Chưa để nhìn nó. Rồi. Còn không, còn thấy nào nữa không sao? Không, nè, nè, Giang. Chỉa kìa, Giang, Giang, chỉa Giang. Bắt con đó đi bạn. Giang cái chỉa kìa. Khoan, khoan. Ông mày còn con nữa kìa. Chú Vũ bắt được con này, chú Vũ. Trời ơi, 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 trời nhỏ là gì dễ bắt rồi đi luôn qua bển luôn rồi ra đâu đâu lấy lấy ngách đi giờ đi chưa chưa đừng có nhúc nhích cái trẻ ra không không buông rồi thế hết chuột 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 im 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 chuột kìa chuột mạnh kia kìa im 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 chạy quay sao xong chạy ra xong
nó nói chen 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 đây này giang lên trên này lên trên này lên trên này giang nó có cộng cái đuôi nó giang rồi dúng giang rồi dúng 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 tâm con vậy không có không có để đó nghe con nha họ con ếch bự bự lắm nè giang nè giang vậy không ếch nó đây nè giang lên đây nè giang còn trong ngợn con nữa mà chỗ đó giang thấy cái kẻ không chỗ đó giang im đi thùng im đi thùng giang tâm thùng hai con luôn đó đập vô cái cây gì giang dính rồi nè cái bên đó một con bên kia một con nữa đó giang đó hai con luôn đó giang dính rồi lấy lên cái chẻ rồi cặp đó con còn còn con nữa vậy bắt cái xuống nó bị kẹt ơi dính rồi thấy không im còn nữa kìa dữ lắm nhiều dữ lắm luôn rồi các bạn ơi nhưng mỗi lần còn ơi. Con đó giang ơi nó nằm trên tay luôn rồi vậy là cái tay của bạn nó mềm đó nó nằm trên tay bạn đó quanh đây mới được quanh đây nó đi dậy luôn đó giang chưa đây xong 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 đó nhém kia kìa nhém kia kìa giang giang đây giang Giang, anh Hùng quá anh Hùng. Trời ơi. Quá ít các bạn ơi, chết luôn. Anh Hùng đưa anh Hùng cái chẻ đi, tao dở lên cái mày đâm à. Đây được. Coi. Kệ kệ nó ngại qua nghe. Tám qua coi nghe. Ít bên kia kìa. Đâu đâu. Rồi xong. Đó mà chặn cái miếng lá khô đó. Ê, đó, nhảy xuống ít bự đó. Bự đó nghe, tâm kỹ nghe. Giúp các bạn ơi, bên đây bắt được nè, bên đây bắt được anh Tám. Vậy vậy bắt được rồi, rồi vô vô nó bắt rồi, nhảy con bự rồi. Giang đây Giang, im. Tám im, giúp con ếch ra đi. Vậy? Giúp con ếch ra đi. Đâu rồi? Rồi giúp chẻ đi, giúp chẻ đi, giúp chẻ đi. Chẻ kìa. Trời ơi, trong cái sọt cái ghê vậy, bự không? Ui, bự cái bự. Bật lắm. Đâu trời, cái cây bự á, nặng hai đó. Nè, nằm đi. Rồi xong, nửa tàu xong. Còn thấy không? Thấy không? Bóp bóp cái chẻ này xong. Trời dính rồi, dính rồi đó bạn ơi. Kêu nữa. Bắt bạn ơi. Dạ dạ đừng cách hết. Dạ dạ mấy con kia nhảy. Hết rồi. Ê, con chụp bên kia. Con chụp bên kia cho bắn lửa. Con chụp bên cho bắn lửa. Ê, cái chẻ. Còn đó, nhảy xuống lên không? Chuột cho bắn lửa không trời. Rồi đâu vậy? Dính còn đó gỡ được chưa? Ôi hồ con rắn mối. Em lại nha. Im đi im. Rồi chết rồi đó. Chưa. Chạy hả? Đưa cái chẻ không đạp hồi. Đây nè, cái chẻ đây nè. Còn cái đuôi không? Nè, cái chẻ nè. Con ếch nè thấy không? Bắt ở đây. Chuột. Chuột đang chơi xí hô xí hô chốt. Đâu vậy? Nè, chuột đây nè, qua đây nè. Đâu? Đó, nó chăng làm tôi dối chơi trời. Chạy lên nè cậu. Chạy lên luôn rồi. Ê, chuột kìa, chuột kìa, chuột kìa. Im, chuột dữ lắm mà. Con mối trả lại. Rồi, xong. Anh Tám ơi, chuột dữ lắm mà, anh Tám ơi. Đâu rồi, luôn. Ê, chạy bạn, con mối. Nó chẳng cực rồi đó. Đó, chuột kìa. Chuột kìa, chuột kìa. Đó, kìa, nó nằm bên Tám, Tám. Im. Nó nằm kìa trong xíu đó. Ê nó chạy ra. Ê ta. Dầu ui lặn rồi. Vô bắt chết nha. Chụp lặn kìa. Lâm nghe mối luôn. Quá mập. Chụp lặn ra kia kìa. Trời ơi trời. Chụp tao kìa giúp kìa. Tao lại tao đi chẹo kìa. Giúp được. Im. Chụp. Ê. Trời ơi trời nó hết bự trời. Lặn lên một đạn luôn. Lại cái đây. Lặn cái quan giọt luôn rồi. Con ếch trời gian. Rồi. Im. Ơ trời cái gối. Bóp cái chẻ lại. Còn cái nào đó không? Bóp cái chẻ lại mới được. Dữ lắm nó hỏi hai cái tay rồi. Dính đâu? Dính rồi. Chú hô gỡ xô rồi. Phan để tôi tiếp một xong rồi. Bắt anh kia kìa. Nè, bắt cho đây. Nè bắt đi. Ô hết bự kìa. Mày hả bự. Dạ bạn ơi. Chuột Tám. Rồi. Tìm kìa, tìm kìa. Các bạn ơi, hai ba con. Vô. Có trẻ đâu? Đằng nãy giờ hai ba con ngoài đó. Ba con. Có còn hàng không? Có
Thằng ếch cục nổi thì chứ. Đi lại đống trà đó. Kinh khủng. Cục bành bành không. Thằng ơi có hai cái đống trà các bạn ơi. Hết cái chuột. Kinh khủng. Trời ơi. Lượm con chuột hết không? Giang. Lượm rồi các bạn ơi. Lặn cho mày cũng phải chết thôi. Các bạn, bắn là phải bắn vô giò mới được. Đừng nói. Mày nha bự. Con cả nhà ơi. Thì vậy còn sống hay chết thì làm gì ghê vậy? Ơi còn sống. Rồi, ớt đây. Ơi, ớt đây vô lớp nhiều lên Tám ơi. Trời ơi, trời chuột lên bự kìa. Bự xong ơi, xong ơi. Xong nó bắn con gì lên kia kìa. Đó, 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 đó. Lên cây đó là ba cây, ba bốn con rồi đó. Cái chuyện con kìa. Chuyện ào ào trên cây kìa lọt kìa. Nó ngồi một cục nó ba con rồi xong. Kìa nó qua cây đen con rồi nè. Anh con nó bốn con, bò anh kia nữa là năm đó. Qua cây đen con nè. Lặn theo qua. Sao gỡ con đó xuống. Rồi phóng đi, phóng đi. Rồi ngồi hai con nữa. Ba con một chỗ đó. Lắm. Giật chung mà. Đây đang cầm cho anh Tám. Rồi. Cây khó bắn dữ à. Nè, mấy này giật mấy đá nè. Bây xong leo bắn chuột trên kia cả nhà ơi. Bây giờ là anh em mà mạnh người nào đi bắt rồi. Nhảy giang. Nó chung cái bụng cái bịch vậy. Con trên đây đâu mắc luôn rồi. Không, tiếp em bỏ này vô anh em. Trời, chết. Ủa, lặn con bự lắm rồi sao? Trời. Chết, chết, da của trẻ. Ê, chụt, 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 chụt. Trẻ đâu luôn rồi? Đâu? Chụt, chụt, chụt. Chụt lộn cái thông, cái thông, trước mặt cái thông. Còn con nó đẹp luôn rồi. Lại đóng trà lên không ơi. Tiến Tám. Hết biết nhanh nè. Ê ê ê. Chú Hai. Hả? Chú chốt đi ra chợ khỏi chỗ đó cái hũ trẻ sắp rớt đó nha, coi chừng nha. Chỗ nào? Chỗ trên cái gáo nó rớt xuống dưới nước á. Cái dễ đâu có thấy đâu trời. Trẻ còn đang trên kìa. Đó. Nữa không Tám? Mới cái nhé lên nha chị. Ba xong chuyện từ cái này qua cái kia luôn á nhà ơi. Nó rớt à. Rồi dính hai mũi luôn rồi, được rồi. Chết rồi. Mẹ mẹ nhánh. Dính không? Không phải. Mũi trẻ đâu ốc, đưa con ốc. Đây là thấy à, thấy tốt, tốt không? Có ngoài này luôn. Tốt quần cái Tám ơi. Bốn con này, tí chân lại. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Chút xíu ngon rồi. Ăn ngói luôn. Đó, nhảy rồi, nhảy rồi. Mình dở đông dài cho sơ sơ chơi trước đi. Cho mỏng mỏng trước đi anh Tám ơi. Ê, có dây trắng kìa. Ô, trắng lãi nha. Có trắng lãi luôn nha. Mày chờ cái đó có trắng lãi ngay sau. Đây đây nè. Cho nhẹ nhẹ bớt xong ơi, từ từ xong ơi. Dỡ mở hay sao? Thấy không? Thấy không? Ê, dữ lắm chụt, dữ lắm ếch, dữ lắm ếch. Trời ơi, trời, dữ lắm ếch. Dê, 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 dữ lắm ếch chân ơi. Dỡ vậy đó, ai coi coi. Không, cho nó mỏng mỏng chút xíu mà được xong ơi. Xong ơi, con dính còn dậy dữ lắm. Dậy á? Dậy dữ lắm. Dậy lắm nha, bỏ hà vô đi. Dỡ bớt đi. Trời ơi, chút bình đó đó, trắng bụng vậy đó.
anh thấy không không dội phía bên kia anh đi dội lớp mỏng bên kia nó nhảy trắng bụng chưa á. Nè lớp bên đây nè, dở cho nó khuất bên đây nè. Đó, anh nhảy nữa kìa. Cho nó rút vô đi. Quá dày rồi. À. Dạ, mày Dương. Ê, đừng có động ở dưới xong ơi. Dương ở đây dùm chụp mà. Chút cái đó ra làm sao, chút cái đó ra làm sao. Tám đường chui vô đây vậy. Lấy làm cho nó mặt mỏng bớt đi. Lấy hết hết cái lớp trên luôn đi. Đúng rồi. Hết trên này, cái này phải có miếng lưới ha. Ừ. Đó, bên một à. Nhớ bên đây nào bên từ từ nó nhảy ra. Thấy không sao là vậy. Vậy vậy tiếp một chút. Dỡ lớp mỏng ra đi. Dỡ lớp mặt này nè. Dỡ cái đất bên này nè. Ừ đúng rồi. Từ từ đi xong. Dỡ trên đứt hết cục trên đi. Cho đứt hết cục trên đây là mình thấy cho nè. Đây qua không được rồi. Đừng động vào mạnh. Ô nhảy. Nhảy rồi mình im đi. Nhẹ nhẹ ba lấy lại nhảy nó đi. Rồi rồi rồi, bước cái này được rồi đó. Bước cái cục trên luôn. Rồi tốt. Khoan. Bước cục trên này chụp luôn á. Có bước cơ hai cái cây bự này nè. Rồi, cái bự này được rồi đó. Nhẹ, đừng động anh. Ôi, trời ơi. Ê, chuột. Đâu? Bên này. Tụi tôi quá trời chuột anh. Rồi, đừng. Ê, trời ơi, trời. Trời ơi, được rồi, đừng ấy nữa. Đừng ấy nữa. Dâm từ từ đi. Như vậy lên hết bộ, Dân ơi. Em. Rồi, bắt đầu đâm đi. Rồi. Mất cái chồng khó này. Từ đi, giặt, giặt nhẹ nhẹ. Không có cần gì gấp chưa á. Từ từ mới bắt hết trơn à. Khoan. Dạ, thấy không? Im. Thánh Giang. Thấy. Hết nhiều lắm. Nãy thấy chạy nhảy trắng bụng nhưng mà. Chạy chuột, hai ba con. Nhóc chuột luôn. Đang gì còn gì chạy vô chuột, dữ lắm chuột. Gì? Ngồi xuống anh em ơi. Nó chạy láng lự nè. Rút đại ra luôn hả sao? Chuột kìa. Cái dính gì không phải kẹt cái kẻ sao? Chuột kìa lắm chuột. Ê, dẹt nó cho nhẹ nhẹ đó sao? Dẹt sao dẹt cái cây này nè. Nè lấy cây này ra đi, cây này ra đi. Để gỡ hết cái đó. Lấy cái bự nó ra đi. Lấy cái bự luôn đi. Từ từ. Lấy đi. Anh Hùng, lấy cái này luôn không? Lấy cái này luôn anh Hùng. Khoan. Ừ. Rồi Út dưới coi rút cái chẻ ra. Được chưa? Rút cái chẻ rồi chưa? Chưa. Rút vô nữa trời. Đừng động mạnh. Rồi kìa. Không vậy. Hết qua này. Ôi trời. Lấy cây coi cái mối lành cái ơi. Rồi dấn luôn. Thế nào? Hay quá xong ơi. Hồi ôi. Bao luôn. Bây giờ gì đi? Mình lấy cái dây nhánh nhà bự này vô giờ chút nằm. À nó không. Tiếp em cái nhánh bự kia. Nhẹ nhẹ xong ơi. Đừng lấy nữa xong. Lúc này đó. Đừng động xong ơi, nó mạnh. Phải cho đứt bên đây cái mới được. Đứt sao được. Ê. Đứt cái đó nó nhảy, nhảy. À, ai qua đây nè, chiếc sạn đâm nè, tôi dở. Đi, chỗ kia. Có kêu liền nha Giang. Đưa con. Giang nè Giang. Im. Nè, cái tay. Đâm luôn đi. Có thấy đâu. Im chị. Đâm đi, vô. Ê, đang ấy bên kia rồi nha. Chị ra luôn. Chị á, im đi. Nè, hai cây mũi chẻ đâm mạnh vô. Mạnh. Dính rồi. Dính không? Hay quá. Ô, chuột bự luôn. Chuột ra. Nó luôn, chuột đó. Bé. Ôi da. Hết cái gì? Chạy chuột. Ôi rồi, chạy luôn. Ê, Giang, rồi chạy vô rồi. Ôi, hết bự trời. Chị đi. Ê ơi chạy. Từ từ. Ơi. Cho lên lặn rồi, lặn coi. Đó. Bỏ đây đi Giang. Lặn cho mày hai con rồi. Chuột hả? Nhóm kìa. Ê, đừng chạy ra kia Giang.
Rồi. Ngồi đây cho mày chạy. Úc, nhảy lại anh đến hùng. Nó qua nhảy qua xong lúa nó. Đâu nó đâu? Chụp ngay chỗ này. Ừ, dính rồi đó. Dính nào? Dính rồi, đè xuống đè luôn. Ê, đây này, đây. Đây này, đây cho tay nè. Rồi dính rồi. Dính chưa? Buông. Hết bành kia luôn. Ôi ơi. Chuột nữa. Ở đây coi đâm chuột nè. Bắt chuột nhảy nữa rồi đó. Trời. Đây nè. Kìa vậy thôi kìa Trang. Làm dối chứ không biết đường bắt luôn kìa. Mấy chuột ngoài có coi chưa hả? Chạy hai ba con luôn. Ba con rồi đó. Ê, chuột mới tới kia kìa. Đây em đem anh Hùng. Cái lúa nhiều nữa các bạn. Mày lặn đi đâu? Lấy lúa cho các Giang ơi. Ôi! Lặn rồi! Hay thật. Hay trời. Tới thuốc đây nè. Đây lúa ơi. Nên mới lặn thấy ghê, lặn chạy đâu. Thuốc đây nè, thuốc đây nè. Nhẹ đứng yên đi là tới đó. Lại chú phận chuột bị tôi bắt ta. Dí làm nãy giờ lẽ tới đây bị xong bắt. Thôi xong. Đứng im đi, đứng im đi, nó không tới đó đâu. Cái này nó chìm đúng không? Ghê. Chuột ơi. Anh dí em hôm nãy giờ em đâu rồi? Kìa, ơi, kìa, em đây nè. Đó. Ê, đừng chìm nghe em. Cứu em anh lúa ơi, cứu em đi. Cứu. Này lúa cứu chưa? Lúa cứu chưa? Cứu chưa? Ê, đứt rồi. Ê. Chết là được. Quá dữ. Điện lên. Mày cắn sao xong đi. Điện lên. Đặt cắn đi. Bán như nước cũng bán nhỉ. Xong. Nó đâu đó đó. Đứng em đi. Chìm luôn. Thôi. Lượm con vô đi Giang. Ơi nó quay lên nó cắn trời. Điện chuột không đi xa nổi. Nó đứt cái đuôi. Đứng im luôn đi, cái này nó hết khả năng lỗi rồi. Nó vừa trong mặt nó vừa mệt đó trời. Ôi sao? Chìm luôn rồi lúa ơi, đi chìm luôn rồi lúa ơi. Mày chạy đi con. Chạy đi. Chạy. Thôi, bắt đi, gọi vào đi. Chạy kìa. Chạy. Lụm đó. Trời ơi. Bữa nay ếch gì chụp thấy ghê thiệt chứ. Wow. Nè, coi nè các bạn ơi. Lên một phang luôn. Bữa nay nhiều quá. Anh em mình về các bạn. Bữa nay. Quá dữ. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Vui vẻ. Bye cả nhà. Đây là lúa nói rồi chuẩn bị cái xúc chỉa thành công rồi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà.